Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hành giả quả thuấn. Có câu, người đại ác quay đầu là đại thiện, người đại thiện mà đọa lạc tức cũng như đại ác. Lão họ Diêu là một điển hình của việc trước là người xấu, sau học làm tốt. Lão ta trước kia vốn rượu chè, bài bạc, làm mọi việc xấu, trải qua không biết bao nhiêu là khổ nạn. Sau cùng, giác tỉnh thế sự vô thường, cải ác hướng thiện, nhất tâm xuất gia cầu đạo, liễu sanh thoát tử. Hòa thượng kể, một, lãng tử hồi đầu, nhiều gian nan. Quả thuấn có cái dáng giống như A Nan, vị thị giả đa văn đệ nhất của Phật. Người đệ tử xuất gia thứ hai này của tôi, tuy không có học vấn cao, nhưng chú ta rất thông minh. Chú mang họ Diêu, người ta thường gọi chú là Lão Diêu. Chú ở tại đồn Đại Nam Câu, cách phía nam Harbin 20 dặm, làm nghề nông. Lúc chưa quy y Tam Bảo, Lão Diêu là một gã giang hồ lãng tử, du thủ du thực, hút thuốc phiện, ăn chơi bài bạc, không gì xấu xa mà lão không làm, là kẻ hư xấu nhất. Lúc bấy giờ, Nhật Bản thống trị Đông Bắc, lợi dụng Triều Thanh phế vua Tuyên Thống, thành lập nước Mãn Châu để làm bù nhìn cho Nhật Bổn. Vì muốn phòng thủ Liên Xô xâm lược, họ xây dựng công trình quốc phòng tại biên giới Hắc Hà, rồi đi khắp nơi lùng bắt lao công đi phục dịch. Có một ngày, Lão Diêu bị quân Nhật bắt và tống tới Hắc Hà để làm lao công. Ban ngày, họ làm việc nặng nhọc như trâu ngựa, còn ban đêm thì đắp rơm ngủ. Họ sống ở nơi đó giống như ở trong địa ngục trần gian, khổ không thể tả. Lúc đó, bốn bề doanh trại bao bọc bởi hàng rào điện cao thế. Nếu họ đào tẩu, hoặc sẽ bị lính Nhật bắn chết, hay là bị chó sói cắn chết. Nếu may thoát khỏi trại, họ cũng không qua được hàng rào điện. Bất cứ chúng sanh nào đụng phải hàng rào đó đều tức khắc bị điện giật chết tốt. Tuy có hàng rào điện quy hiếp, nhưng Lão Diêu cũng muốn tìm cơ hội tẩu thoát. Có một buổi tối, lão ta nằm mộng, thấy có một ông già râu dài bạc phơ nói với lão rằng: trước hết còn phải nên nhẫn chịu một chút, thời gian chưa đến. Khi đến lúc, ta sẽ nói cho con hay, để con bỏ chạy cũng không muộn. Quả thuấn nghe lời ông già trong mộng mà chờ đợi thời cơ. Trải qua hơn nửa tháng, thật là ông già râu bạc lại báo mộng cho lão ta, nói: ngày nay con có thể bỏ chạy được rồi. Khi con thấy ở bên ngoài có một con chó trắng đó, thì con hãy chạy theo nó. Thức giấc, lão ta kể lại giấc mơ cho một người bạn nghe. Rồi hai người tự lấy hai cái bao bố chạy đến chỗ hàng rào điện kia. Quả nhiên có con chó trắng đang đợi ở đó, và quả thuấn theo chỉ thị của ông già mà đi theo con chó. Con chó đi tới bên hàng rào điện rồi phóc nhảy qua. Quả thuấn bèn đắp bao bố lên dây điện và chống tay nhảy qua rào. Bạn ông cũng làm cách như lão, trải bao bố ở trên nhưng lại bị bắt lửa cháy, cho nên chỉ có một mình ông tẩu thoát một cách thuận lợi. Và rồi con chó trắng đó cũng biến đi đâu mất. Lão Diêu đã chạy qua 7 ngày 7 đêm ở trong núi không có gì ăn. Sau đó, lão đi xin ăn ở dọc đường dần đến thành phố Harbin. 2. Xuất gia vì muốn thoát luân hồi khổ. Lão Diêu gặp nạn lần này, bỗng cảm thấy đời người sao mà khổ quá, nên chi bằng xuất gia tu đạo. Và từ đó, lão ta ăn chay. Ban đầu, lão Diêu theo một ngoại đạo tu hành ở trong một cái khán, nghèo đến nỗi không có cơm ăn. Lão Diêu thấy lão đạo sĩ kia thật sự chẳng có công phu gì, bèn tới chùa Tam Duyên cầu xin xuất gia. Hòa thượng Phương Trượng không thâu nạp lão, vì thế lão ta ăn mặc rách rưới, tưởng là vì sanh sống khó khăn nên mới xuất gia. Hơn nữa, lão Diêu này cũng không biết cách nói chuyện. Vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 33 năm 1944, tôi tới đồn Đại Nam Câu chữa bệnh cho mẹ của Cao Đức Phúc. Tôi trì tụng thần chú. Mẹ Cao Đức Phúc nhờ đó nên không uống thuốc mà hết bệnh. Qua hôm thứ hai,
nguyên cả làng truyền rao về chuyện lành bệnh kỳ diệu của mẹ Cao Đức Phúc. Lão Diêu nghe được tin này, bèn tới tìm tôi. Lần đầu gặp tôi, lão ta mua rất nhiều trái lồng đèn cúng dường tôi. Trái lồng đèn là loại trái cây ở Đông Bắc, có dạng giống như chiếc lồng đèn, từng trái ngọt ngọt chua chua. Mới đầu, tôi ngồi đối diện với lão. Lúc lão chưa cầu xin xuất gia, tôi còn nói chuyện với lão. Đến khi lão cầu xin xuất gia, bèn quỳ mọp trước mặt tôi, nói nếu như tôi không thâu lão ta xuất gia, lão sẽ không đứng lên. Nghe lão ta nói thế, tôi liền ngồi xoay mặt vào vách, bỏ mặc lão ấy. Lúc đó tôi vốn không muốn thâu đệ tử, vì nhận đệ tử rất phiền phức. Tôi cũng không biết chuyện Hòa Thượng Phương Trượng đã không muốn thâu nạp lão ta. Qua 2 tiếng đồng hồ sau, lão Diêu vẫn còn quỳ ở đó. Tôi hỏi lão, tôi bận chuyện mà chú vẫn còn quỳ ở đó, chú muốn làm gì thế? Lão ta nói, thỉnh sư phụ từ bi, con muốn xuất gia. Tôi nói, chú xuất ra cái gia nào? Bộ chú còn có nhà hả? Lão ta nói, dạ con không có nhà. Tôi nói với lão, chú không có nhà, vậy lại muốn xuất ra nhà nào đây? Chú tưởng muốn xuất gia là xuất gia liền à? Không phải dễ dàng vậy đâu. Tại gia tu đạo đã không dễ, xuất gia tu đạo càng khó hơn đó. Cho nên chưa tỏ đại sự như đưa tang mẹ, tỏ đại sự rồi càng như đưa tang mẹ. Xuất gia là việc cực khổ, cần nhẫn, điều mà người ta không nhẫn được, nhường điều mà người ta không thể nhường, ăn cái người không thể ăn, mặc cái người không thể mặc, quên mình vì người, bỏ việc tư vì việc công mới chính là bổn phận của người xuất gia. Nếu chú có thể làm được như vậy thì mới có thể xuất gia được. Lão ta nói, các chuyện này con đều làm được hết. Tôi nói, chú thật làm nổi sao? Lão ta nói, con làm lao công ở doanh trại Nhật Bổn đã chịu đủ hết mọi loại khổ rồi, huống gì xuất gia tu đạo lại không bằng phân nửa cái khổ đó. Cho nên dù có khổ sở gì chăng nữa, con cũng có thể chịu được. Tôi nói, vậy thì tốt, tôi nhận cho chú xuất gia đó. Chú nhớ buông bỏ hết mọi việc lúc trước, giống như một người vừa mới sống trở lại thì mới được. Lúc đó tôi làm bài kệ cho lão rằng, niệm niệm mạc vong sanh tử khổ, tâm tâm tưởng thoát luân hồi quyển, hư không phấn toái minh Phật tánh, không thể thoát lạc kiến bổn nguyên. Nghĩa là niệm niệm chẳng quên khổ sanh tử, tâm tâm mong thoát cảnh luân hồi, phá vỡ hư không thấy Phật tánh, buông xả tất cả ngộ bổn lai. Tôi là chỉ dạy lão ta. Hiện là thời đại mặt pháp, nhiều người xuất gia nhưng ít thực hành, tin Phật thì nhiều nhưng thành đạo thì rất ít. Chú đã thành tâm muốn xuất gia, tất phải phát bồ đề tâm, lập định chí nguyện quảng đại. Chú phải làm như ngọn nến trước cơn gió táp, vàng rồng đốt trong lửa đỏ. Ngày nào đạo nghiệp viên thành, chói sáng Phật giáo, tức không cô phụ tâm xuất gia. Sau đó tôi dẫn lão Diêu đến chùa Tam Duyên xuất gia làm sa di, có pháp danh là Quả Thuấn. Ghi chú: trái lồng đèn thuộc khoa lý gai trà lộc, lâu năm mọc thành bụi rậm. Trái có dạng giống như lồng đèn, khi chín màu xanh vàng, lúc chín mùi trái màu tím đỏ, có vị chua ngọt, đặc biệt thuộc loại trái cây mùa hè. Ha ha ha, 问什么的说呵。